Bữa nay Thi sẽ làm sân thượng cho nhân viên Thi ở trên đây. Biết sao không? Tại vì cái nhà này nó rộng dữ lắm, cho nên Thi phải làm lại để cho đẹp lại, để sao đi dễ lên xuống. Ở đây á, biết sao không? Lâu lâu cái tụ họp nhau lên đây nhậu cũng được, khỏi cần đi đâu xa. Ở đây ngủ, đây là phòng ngủ. Còn ở đây là cái nơi mình trải chiếu, mình ngồi nhậu trên đây, ăn uống trên đây, ngắm view dưới, thấy không? Thì không ở, thôi ở mình làm là đẹp lại là ok à, cái nhà này á. Vậy là cái nữa biết sao không? Nó rất là thoáng. Ở trên này thoáng ha. Ở trên đây biết sao không? Tối nó mát dữ lắm đây nè. Gió nó hừng hực vô đây luôn. Tại vì chưa ở đó, chút nữa là dọn dẹp lên là sạch lắm. Trời coi đi, thì mà làm là một cái là nhìn cái phòng hết ra luôn. Vậy anh phải làm gì nè? Một ổ điện ngay đi góc đó, góc giữa, góc qua đây. Đó, rồi bắt đầu cho nó gắn quạt. Biết sao? Cho nó thoáng vậy nè, gió nó dễ vô, cái mình ngủ nó dễ, mình mát mẻ luôn. Với lại ở trên này thoáng thiệt ha, mát ghê. Thôi bây giờ đây thì quay sân thượng cho mọi người xem nha. Mà ở đây ngộ ha, cái nhà này ngộ ghê, ở đâu mà có cái vách vách ở trên đây nữa nè. Có cái lõm ở trên đây nữa. Ở đây là cái chỗ này chắc Thi nghĩ hồi xưa chắc chỗ nấu cơm á. Nấu cơm, nấu nước ở đây. Với lại ở đây thì cũng dời bồn nước này nọ qua đây để bơm nước lên đây. Tắm ở đây, ngủ ở đây luôn. Đây làm phòng tắm ở trên đây luôn cho nước nó xả xuống dưới. Đó. Còn Thi ở dưới rồi, Thi ở dưới này. Đây giờ cho mấy đứa nó dẹp đi, giờ Thi đi xuống nè. Thi ở dưới nha. Nhưng con cái này hơi cao. Hơi cao quá à. Bây giờ Thi đi xuống dưới, Thi quay cho mọi người xem nha. Cái phòng Thi thì ở khúc dưới. Với lại nhà này người ta cũng che là hết trơn nè. Che vách, che cầu hết trơn rồi. Ở đông người vậy nè cho nên mới vui. Còn ở ít người thì nó hơi buồn tí xíu cái nhà. Cho nên là bây giờ Thi biết sao Thi muốn cho ở đông á cho nó đỡ sợ. Đây bây giờ hiện tại Thi sẽ mua yến này mỗi ngày cho mẹ Thi uống. Biết sao trên mạng đó người ta cũng bán nè, cho nên nó cũng đặt về trên app. Đâu có sợ tốn tiền đâu, miễn sao bạn được thôi. Giờ mà muốn ăn gì mua cho. Ăn bánh xèo nha, để đặt bánh xèo liền nè. Đặt cái dèo có liền luôn, giống như con gỏi đu đủ nè, con bán ở đây đâu ai biết đâu. Ta đặt lên ta kìm cái Ti Thi gỏi đu đủ, cái bắt đầu cái gỏi đu đủ đi tới nè liền. Nó giống như tưởng tượng vậy, con quay bài vậy nè, bà thèm phải không? Rồi người ta cũng vậy đó, người ta đang xem nè. Cái ta thèm, cái ta đặt Ti Thi gỏi đu đủ, cái ta bấm điện thoại cái ta, cái người mấy người ship hàng mua tới chơi luôn. Hay lắm, bây giờ không có hồi xưa nữa đâu, giờ chỉ có tiền à. Bà có tiền mà mua vàng ở trên mạng cũng có nữa đó giờ. Mua vàng nè. Mua giấy vàng bạc cũng có, nó vàng giả, vàng thiệt có hết luôn. Hoặc là mua trà tắc coi đó. Giờ tưởng tượng mà đang nằm ở nhà đây mà bà không quen biết ha. Cái đầu cái bấm Ti Thi gọi đủ sệt ra trà tắc gọi đủ bò viên cưng gà gì. Nó ship tới nhà bà luôn, tốn tiền thôi. Nhà uống yến đi bà. Cái này là con mua ở trển đó. Cũng như người ta nấu tại nhà, hiểu không? Rồi người ta bán, người ta đăng lên đó, người ta bán. Ta để trên đó, chứ hồi xưa mình đâu có bán trên mạng được. Giờ dễ lắm. Giờ chủ yếu là mình biết bấm điện thoại thôi. Bình bông này là ngay chợ nhà Thi bán 400.000. Mà nó sáng nha, được rỡ đi ha. Còn cái này là Thi mua ở ngoài chợ, này nhiêu ta? 150. Cơm cháy trà bông cực kỳ ngon luôn nha, 60.000 một bịch. Anh chị em có thể order để mua về mà làm quà ăn Tết nha. Đây vì Tết á, bình thường người ta phải bán Tết, người ta nghỉ. Nhưng mà Thi không bán Tết. Tại vì bán Tết cực lắm, bán Tết về nôn á. Gần Tết là nôn lắm, nôn về quê. Nhưng mà Tết nay Thi đâu có về Đồng Tháp đâu. Thi nghỉ về tại mẹ Thi lên đây rồi. Cho nên Thi không có về. Tết năm nay Thi đi dạo dạo chơi thôi. Cá sấy khô đến từ Thái Lan, ngọt ngọt, mặn mặn. Một hộp 100.000 nhận ship các tỉnh. Mua này về làm quà ăn Tết nha. Ghẹ sữa cháy tỏi cực kỳ ngon. 100.000 một hộp cực kỳ ngon luôn nha. Ăn buổi Tết mình chơi chung với gia đình này nọ mình ăn rất là ngon. Mứt cóc ngào đường cực kỳ ngon. Đây nha. Rất là ngon luôn, 80.000. Muối chấm Tây Ninh giờ hết rồi, còn có mấy hộp à, 50.000. Mắm Thái Lan ăn tất cả các loại rau, chấm với cơm ăn cực kỳ ngon, 70.000. Da heo chiên giòn, 60.000. Ăn cực kỳ ngon nha, giòn. Dâu sấy giòn, 80. Những cái món đồ ăn này thì bán rất là được luôn á. Bánh kẹp sấy giòn 50. Đây nha anh chị em có thể thưởng thức và order. Thì ngày hôm nay thì Thi sẽ có tất cả các món này để phục vụ tất cả anh chị em mình rồi. Anh chị em mà có mua về ăn Tết á thì đây là ớt sa tế nha. 80.000 ăn với hủ tiếu bánh canh mì rất là ngon. Mọi người mua này nha. Nghe nói chuẩn bị Tết niên, bà này nhắc mới nhớ. Tết niên là bữa nào? Thì trả tiền nhân viên xong thì làm Tết niên là đi ăn ngoài đường, đi dạo. Đi dạo quanh quanh thành phố. Bữa nay mọi người thấy Thi dễ thương không ạ? Bữa nay Thi trang điểm hơi sắc sảo tí xíu nha. Thì mấy bữa nay cũng có nhiều người khen Thi quá cho nên Thi mới thay đổi.
thì mới trang điểm cho nó đẹp hơn. Ốc bu luộc nhé, ốc bu luộc thì mọi người cũng đã biết rồi. Bình thường thì mỗi ngày Thi bán rất là nhiều, ngày từ ít nhất cũng 100 kg. Còn bún thái là Thi tự nấu luôn nha. Đây à, Thi tự nấu đi, có gia vị riêng để phục vụ tất cả anh chị em mình thơm ngon lạ miệng, chua chua ngọt ngọt đó. Khi tất cả anh chị em ăn ngon đây có gia vị mua về tự nấu ngon luôn nè. Đây đem về tự nấu bán luôn. Đây nè em nè, chuẩn bị mua mắm ruốc về tự đâm gỏi bán. Định học nghề của Ti Thi thì cái nghề của Ti Thi cũng dễ lắm. Mua mắm này về á thì lên mạng xem Ti Thi nè, tìm kiếm Ti Thi chỉ cách đâm gỏi, đâm tỏi với ớt với đường rồi nhuyễn ra, hiểu không? Rồi xong bắt đầu cái giả cho nhuyễn chung với đậu phộng chín, rồi xong cái nước cái này bao nhiêu thì nước cốt tắc bao nhiêu, chanh bao nhiêu, nước cốt chanh bao nhiêu, đừng để tắc nha. Không canh bằng giá, ví dụ em không có giá em canh bằng cái muỗng cơm đó, một muỗng mắm ruốc thì một muỗng tắc, một muỗng chanh đó. Rồi sau em pha vô chung cho nó đều với nhau, em quậy ra để đu đủ cho em đâm. 200 ngàn nhận ship toàn cả đất nước Việt Nam mình mắm ruốc. Em này nói về học nghề, nếu mà được á thì mua về bán luôn, chứ đi học nghề tốn mấy chục. Ví dụ ai muốn đâm gỏi á dễ lắm, mua mắm này về dễ lắm, mua 10 hũ về để được 6-7 tháng. Nếu mà đâm không được đem làm xoài chấm cốc ăn, làm trái cây á, chấm xoài chấm cốc ăn dễ lắm. Và nếu đâm được thì mình đâm ăn luôn, có thể là xào thịt ba gọi nè, nấu bún riêu được nè đó. Tất cả anh chị em yêu mến đi Thi thì Thi cũng làm hết mình. Ông trời bữa nay là cũng hơi âm u nhẹ nhẹ, từ từ quá chị ơi. Trời ơi mọc nguyên cái đầm màu vàng. Hello chị, từ Úc về hả? Đây là con chị hả? Mấy đứa nhận con chị, mấy đứa? 4 đứa, 2 trai. Việt Kiều Mỹ nè, mẹ Thi đó, mẹ chồng Thi đó. Hả? Mẹ chồng, mẹ chồng này là mẹ chồng Thi. Biết sao không nè, mặc đầm vàng luôn nè. Mẹ chồng mặc cái đầm vàng nổi quá trời. Đây là con chị luôn. Ủa nào chồng chị đâu? Chồng hả nè, chồng nè coi. Rồi rồi cái này con chị luôn hả? Sao đẹp đẹp quá vậy? Sao đẻ con đẹp quá vậy? Con nữa hả? Gọi này là người yêu hả? Thì năm nay chị nhiêu rồi? 4 rồi. Vậy hả? 54. Bữa nay làm đẹp ha. Đẹp hả? Trước khi đi ăn gỏi làm đẹp xương xương hả chị? Thấy mặc đồ vàng hoài đó, mặc đồ vàng cho nổi lên. Không biết. Đi vô trong đi em. Vô trong chơi đi, dễ thương quá à. Nó đón gia đình. Này đẹp trai quá trời à. Nhiêu tuổi rồi? Biết tiếng Việt không? Cái này em gái em. Này biết tiếng Việt không? Không biết tiếng Việt đó. Không biết luôn. Trời ơi. Con gái nè. Vậy hả? Con gái chị này hả? Dễ thương lắm, mấy nhà chồng coi chị hoài luôn. Vậy hả? Rồi, rồi chị Út làm gì? Dễ thương quá ha. Không mà chị gái vui ghê ha. Bởi vì mở nhà hàng là đúng rồi, rồi anh người quản lý hả? Tưởng đâu chị có con, chị gả cho em làm rể chị cũng được, làm dâu chị cũng được. 4 đứa, 2 trai, 2 gái. Em mê trai và bà. Không, 2 trai. 2 trai mà nó có vợ đứa rồi. Con trai nhỏ hả? Đây nè, con trai này được không? Thì sau đây thì cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em vui vẻ nha. Bây giờ khách cũng đã vô đông rồi, thì vô đâm gọi. Cảm ơn tất cả các quý khách quán gọi đủ Ti Thi hoạt động vào lúc 12 giờ trưa cho đến 22 giờ tối. Tại app GasBeefood tìm kiếm Ti Thi gọi đủ ship các quận thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Địa chỉ 546 An Dương Vương, phường 10, quận 6. Đến với ngày Thi, hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào chương trình HTV Ti Thi vào clip ngày mai ạ.